Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Để mà tìm ra đâu là chiếc laptop gaming mạnh nhất, đâu là chiếc laptop gaming đắt nhất thì cũng bao nhiêu kênh làm content đấy rồi. Nhưng mà có một cái điều mà rất nhiều anh em quan tâm, đó chính là laptop gaming giá rẻ thì lại chẳng mấy ai làm cả. Và hôm nay chúng ta hãy cùng ngồi lại đây và tìm ra xem đâu là các đồ họa bá đạo nhất ở trên laptop gaming giá rẻ. Hôm nay thì mình sẽ mang ra hai nhân vật so sánh, đó chính là RTX 3050 và AMD Radeon RX 6550M để xem phiên bản nào ngon hơn cho anh em lựa chọn trong cái tầm giá chỉ hơn 16 triệu đồng anh em nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Trước khi vào video thì vẫn phải nhấn mạnh với anh em một điều, đó chính là hai cái sản phẩm này đang là hai sản phẩm laptop gaming trong mức giá rất rẻ với hiệu năng rất ngon thời điểm hiện tại cho anh em lựa chọn, đang có sẵn tại Laptop World cho anh em luôn. Và hai chiếc máy mà hôm nay mình mang đây so sánh cho anh em, một sẽ là Lenovo IdeaPad Gaming 3 phiên bản 2022 với cấu hình rất ngon, sử dụng RTX 3050 rẻ nhất thời điểm hiện tại rồi. Thứ hai đó chính là MSI Bravo 15 B7ED010VN. Hai con máy này đều là hai con hàng chính hãng và được bảo hành 2 năm. Đấy, so sánh hàng chính hãng nó phải thế đúng không anh em? Mà trong mức giá nó quá rẻ luôn thì chúng ta cũng sở hữu được một con hàng với hiệu năng rất cao này, trang bị rất đầy đủ này, và mức giá thì rất là rẻ. Hơn thế nữa là nó còn là hàng chính hãng, bảo hành 2 năm, thời gian bảo hành rất là dài cho anh em nhá. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ngay với cái phần cấu hình của hai chiếc laptop này để xem là cấu hình ra sao, có tiện mà so sánh. Thứ nhất là với IdeaPad Gaming 3, anh em sẽ được sở hữu một con AMD Ryzen 5 6600H với 6 nhân và 12 luồng. Chúng ta sẽ có sẵn là 16GB RAM DDR5 Dual Channel băng thông là 4800H, SSD đều sẽ là 512, và card đồ họa trên phiên bản IdeaPad Gaming 3 sẽ là NVIDIA GeForce RTX 3050 với 85W điện và 4GB RAM. Tiếp theo, nhìn sang tới MSI Bravo 15, chúng ta sẽ được sở hữu một combo cấu hình rất mới của 2023, đó chính là AMD Ryzen 5 7535HS, cũng là 6 nhân và 12 luồng. Chúng ta cũng sẽ có 16GB RAM DDR5 Dual Channel có thể nâng cấp thoải mái, SSD cũng sẽ là 512, và card đồ họa trên đây là full combo đội đỏ luôn. Chúng ta sẽ có card đồ họa AMD Radeon RX 6550M 4GB RAM và mức TGP sẽ là 65W điện. Với mức điện năng thấp hơn trên nhà AMD thì có lẽ trước nay không phải là một cái điều gì đấy chúng ta quá là để tâm đến rồi. Bởi vì sao? AMD luôn luôn tối ưu hiệu năng trên mỗi quạt điện là rất tốt so với cả những cái hãng khác, đúng không nào? Tuy nhiên thì để mà tối ưu như thế nào và hiệu năng thực tế ra sao thì mình sẽ phải đi test thực tế cụ thể và chi tiết nhất cho anh em luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới ngay phần test hiệu năng anh em nhé. Và xuyên suốt trong bài test này thì mình sẽ để các đồ họa RX 6550 ở phía bên trên và RTX 3050 ở phía bên dưới để cho anh em có thể tiện theo dõi trong suốt quá trình test của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tới với bài test format. Ở đây thì mình đều để cùng một cái mức setting luôn, đó chính là Full HD 1920x1080 và chế độ full screen. Thì mình chạy bài test này một lúc ở ngưỡng nhiệt độ đã đạt tới ngưỡng là ổn định rồi. Chúng ta sẽ có cái mức điểm số hiệu năng như sau. Thứ nhất là về khoản FPS, ở trên RX 6550M đạt trong ta vào khoảng độ 74 FPS là ổn định. Và với RTX 3050 thì sẽ cho chúng ta FPS đạt lên tới là 79-80 FPS cơ. FPS của nó sẽ có một cái sự chênh lệch nhỏ ở đây vào khoảng độ 6 FPS anh em nhé. Với cái điện năng tiêu thụ ở trên RX 6550M thì đạt tối đa luôn là 65W điện. Còn trên RTX 3050 sẽ đạt cũng là tối đa là 85W điện, chênh lệch nhau là 20W điện. Và chúng ta sẽ có cái mức chênh lệch điện năng cao như thế nhưng mà nhiệt độ thì lại không có sự chênh lệch ở đây, đều sẽ dao động trong ngưỡng là 62 cho tới 63 độ C trên cả hai card đồ họa này mà thôi. Thế phải nói là tản nhiệt của Lenovo đã làm quá tốt trước cái điều này đúng không anh em? Chúng ta có lẽ sẽ không cần phải so sánh về hãng sản xuất hay là về những thứ khác xung quanh, nhưng mà phải nói thật là với hệ thống tản nhiệt của IdeaPad Gaming 3 ở đây đã làm quá tốt cho chúng ta rồi. Và đó là với bài test đầu tiên, bài test format. Tiếp theo thì mình sẽ cùng sang tới một bài test game nha anh em. Con game đầu tiên mình lựa chọn đó chính là con game Valorant. Thì ở đây cũng là một con game FPS khá là phổ biến cho đại đa số anh em rồi đúng không nào? Ở đây thì chúng ta sẽ cùng tới ngay với cả phần test của hai con game này. Mình đều để chung mức setting, đấy chính là mức setting 2 và độ phân giải màn hình là Full HD ở trên cả hai chiếc laptop này. Thì chúng ta sẽ cùng tới với RX 6550M. Với setting 2 chúng ta sẽ có cái mức điện năng ở trên GPU ăn đâu đó dao động trong ngưỡng khoảng 26 cho đến 30W điện mà thôi, là khá thấp. Và FPS sẽ đạt cho chúng ta vào khoảng độ 180 cho tới 200 FPS, có những lúc lên khoảng độ 250 FPS là cao nhất. Nhiệt độ sẽ dao động trong ngưỡng khoảng 53 độ C với RX 6550M. Tiếp theo thì nhìn sang tới RTX 3050, chúng ta sẽ có cái mức điện năng tiêu thụ ở trên riêng con card này sẽ vào khoảng độ 43 cho tới 45W điện. Và cái FPS ở trên RTX 3050 nó có thể đạt lên tới vào khoảng độ 250 cho tới 300 FPS cùng với setting 2 anh em ạ. FPS nó rất là cao luôn. Và với cái nhiệt độ thì nó cũng nhỉnh hơn một xíu vào khoảng độ 3 độ. Tức là nhiệt độ ở trên RTX 3050 lúc này nó vào độ 56 độ C. Nói chung là vẫn sẽ là rất mát ở trên cả hai cái phiên bản các đồ họa này và trên cái con game Valorant này anh em nhá. Nhiệt độ quá là dễ chịu và FPS thì sẽ có một chút cái sự chênh lệch cho anh em có thể đưa được sự so sánh. Đó là với con game đầu tiên Valorant. Tiếp theo chúng ta hãy cùng sang tới một con game ăn khá nhiều vào CPU. Có thể thấy rằng là lợi thế lúc này
phần nào đó sẽ dồn về bên Bravo 15 hơn, bởi vì nó sử dụng một con CPU thế hệ mới hơn, đó chính là AMD Ryzen 5 7535HS. Trong khi đó thì iPad Gaming 3 sẽ chỉ được sử dụng con AMD Ryzen 5 6600H mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ cùng vào game luôn nhá. Chúng ta có thể nhìn qua là với mức điện năng tiêu thụ ở trên RX 6550M lúc này đạt lên tới là vào khoảng độ 52W điện trở lên. Trong khi đó thì với con RTX 3050 nó sẽ đạt đâu đó vào ngưỡng khoảng độ 75 cho tới 80W điện anh em ạ, trên riêng cái con game Counter-Strike 2 này. Và FPS thì nó sẽ dao động trong ngưỡng khoảng độ 120 cho tới 140 ở trên RX 6550M. Trong khi đó thì với RTX 3050 nó sẽ đạt đâu đó vào khoảng độ 130 cho tới 150 FPS ở trên RTX 3050. Và cái nhiệt độ ở trên cả hai phiên bản này thì với nhiệt độ của CPU trên phiên bản 6600H nó sẽ có nhiệt độ nó là mát hơn cơ anh em ạ. Chúng ta chỉ có nhiệt độ vào khoảng độ 69-70 độ C. Trong khi đó thì với Ryzen 5 7535HS chúng ta sẽ có ngưỡng nhiệt độ dao động trong ngưỡng khoảng độ hơn 70 độ C, 71 độ anh em ạ. Và trên GPU thì RX 6550M sẽ đạt vào khoảng độ 63-64 độ C. Trong khi đó thì RTX 3050 đạt vào khoảng độ 65-66 độ C. Đó, một chút sự chênh lệch về cái nhiệt độ và điện năng tiêu thụ cũng như là về FPS. Nhưng có một cái điều anh em lại cần phải để ý kỹ, đó chính là mặc dù FPS ở trên iPad Gaming 3 cao hơn nhưng nó lại không được tối ưu bằng, bởi vì cái màn hình của iPad Gaming 3 nó sẽ chỉ có là 120Hz, trong khi đó thì màn hình của Bravo 15 nó sẽ là 144Hz anh em nhé. Cho nên anh em muốn quẩy game FPS nó phần nào nó nhỉnh hơn, tối ưu một chút thôi thì nó sẽ thiên hơn về Bravo 15, còn anh em muốn một cái FPS nó stable, nó ổn định nhất có thể thì chúng ta sẽ có thể chọn iPad Gaming 3, bởi vì FPS của nó là rất cao anh em nhé. Đó là hai con game FPS, hai con game eSports đầu tiên mình lựa chọn. Tiếp theo anh em sẽ cùng sang tới con game nặng hơn anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn một con game, đó chính là Forza Horizon 4. Thì với con game này, chúng ta sẽ có cái nhiệt độ lúc này nó đã có một sự thay đổi khá là rõ rệt ở trên cả hai phiên bản laptop này rồi anh em ạ. Và cũng như là về FPS cũng thế. Lúc này với những con game mà đồ họa nặng này thì thường chúng ta có thể để ý là nó sẽ tối ưu cho những cái phiên bản card đồ họa Nvidia nhiều hơn. Anh có thể để ý kỹ vào cái phần FPS, anh em sẽ thấy là với RX 6500M sẽ chỉ đạt đâu đó vào khoảng độ 99 cho tới khoảng hơn 100 FPS nhỉnh mà thôi. Trong khi đó thì với RTX 3050 lúc này FPS nó búp lên hẳn là 148 FPS trở lên anh em ạ. Còn FPS rất là căng luôn. Và với con game này thì cũng tương tự luôn, mình sẽ để tất cả đều lên max setting, được phân giải màn hình Full HD anh em nhé. Thì FPS ở trên phiên bản RTX 3050 lúc này đã phát huy được cái sức mạnh của nó một cách rất là rõ rệt. Với cái phần nhiệt độ thì trên RTX 3050 cũng là ăn luôn. Chúng ta chỉ có 63 độ C cho khoảng độ 76 cho tới 85W điện mà thôi. Trong khi đó thì RX 6500M sẽ có mức nhiệt độ vào khoảng độ 65 độ C cho cái mức TGP trên con này sẽ là vào khoảng độ 60 cho tới 65W điện anh em nhé. Thì với hiệu năng cho những con game đồ họa nặng như này, mình sẽ thiên về 3050 là nhiều hơn. Chúng ta cùng sang một con game tiếp theo để anh em có thể tiện so sánh, đó chính là con game Spider-Man Miles Morales. Ở đây thì điện năng ở trên cả hai con GPU này gần như đều đã đẩy lên max công suất rồi, mình đã đều để lên mức setting 2 ở trên cả hai con game này. Thì chúng ta sẽ có cái điện năng ở trên RX 6500M sẽ đạt vào là 63 đến 65W điện, còn trên RTX 3050 sẽ đạt vào là 83 cho tới 85W điện anh em ạ. Chúng ta sẽ có cái ngưỡng nhiệt độ ở trên RTX 3050 chỉ là 65 độ C, còn nhiệt độ ở trên RX 6550M lúc này đạt lên là 68 độ C. Ok, FPS ở trên cả hai con game này thì đều khá là tương đồng với nhau, không có quá nhiều sự chênh lệch. Một bên vào khoảng độ 70 đến 73 FPS với con RX 6550M, một bên thì cũng dao động trong ngưỡng tương tự với RTX 3050 cũng vào khoảng độ 75 FPS với RTX 3050 anh em nhé, không có sự chênh lệch quá đáng kể. Nhưng mà với điện năng ở trên RTX 3050 lúc này nó bơm lên khá căng đúng không nào? Tuy nhiên thì nhiệt độ vẫn sẽ là rất mát, không quá đáng kể. Và hiệu năng nó đưa cho chúng ta như thế thì anh em có thể thấy là với cái khả năng tối ưu hiệu năng ở trên mỗi quạt điện của nhà AMD nó sẽ phần nào đó là tối ưu hơn. Tuy nhiên thì không có quá nhiều game nó có thể hỗ trợ một cách tương thích tối đa ở trên những phiên bản card đồ họa của nhà AMD. Tiếp theo thì mình sẽ cùng nhìn sang một con game nữa, đó chính là con game Horizon Zero Dawn. Ở đây thì mình sẽ đều để mức setting là original, tức là mức setting cao nhất cho phiên bản những phiên bản card đồ họa 4GB RAM có thể gánh được, bởi vì khi mình để lên cao hơn ấy thì nó sẽ vượt quá cái mức VRAM của những phiên bản card đồ họa này anh em nhé. Thì mình sẽ đều để chung mức setting là original. Thì chúng ta sẽ có cái mức điện năng tiêu thụ ở trên cả hai con GPU này cũng đều gần như là ở mức tối đa luôn, tức là vào khoảng 65W với RX 6500M và khoảng 85W với RTX 3050 ở đây. Thì cái nhiệt độ ở trên cả hai phiên bản này cũng lại một lần nữa, RTX 3050 nó sẽ là mát hơn. Và cái FPS ấy, thì trên phiên bản RTX 3050 này nó cũng sẽ là tối ưu hơn anh em ạ. Ở đây chúng ta sẽ có mức FPS dao động trong ngưỡng khoảng độ 96 cho tới hơn 100 FPS ở trên RTX 3050. Trong khi đó thì nó sẽ chỉ dao động trong ngưỡng khoảng hơn 70 cho tới sấp chỉ 80 FPS ở trên RX 6550M mà thôi. Như vậy thì anh em có thể rút ra được một điều, đó chính là trong cùng mức giá thì bây giờ đây
IdeaPad Gaming 3 phiên bản RTX 3050 sẽ cho chúng ta một cái sự tối ưu hơn so với cả RX 6550 đúng không anh em? Và nếu anh em đang có nhu cầu lựa chọn laptop gaming trong cái mức giá khoảng độ hơn 16 triệu đồng thời điểm hiện tại ấy, thì mình chắc chắn với anh em là không có một con laptop nào khác ngon hơn hai con laptop này. Hiệu năng của nó là quá ổn. Có chăng anh em mua những phiên bản laptop gaming cao hơn cũ thì nó sẽ có cái hiệu năng nó là ngang bằng mà thôi. Còn anh em mua máy mới bây giờ nhá, cùng lắm anh mua được GTX 1650 mà hiệu năng của nó thì không bàn cãi với hai con này đúng không anh em. Hiệu năng của hai cái phiên bản các loại này bây giờ đây gần như là bá nhất trong tập giá rồi. Và nếu như mà anh em muốn một chiếc máy chơi những con game AAA FPS cao, nhiệt độ mát, mình sẽ thiên về IdeaPad Gaming 3. Còn nếu anh em muốn một con máy mà chơi những con game FPS xuất ra được màn hình với tần số quét cao hơn thì hãy lựa chọn Bravo 15. Và đó là cái bài so sánh qua của mình. Anh em có thể theo dõi một cách chi tiết nhất qua từng cái bài test game và tự đưa ra cho mình được một cái sự đánh giá cụ thể anh em nhé. Còn bây giờ thì nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn lại một chút và cho laptop một like, một sub, cũng như nhấn một nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.